chào tất cả các bạn anh chị như vậy là chúng ta lại gặp nhau trong bản tin phải nói là chấn động ngày hôm nay như mọi người đó là những cái thông tin liên quan tới cái cô cháu gái khác họ và cái sâu diễn mà tự cô ấy cho Đấy, ngày hôm qua ở trên một cái trung tâm tiệc cưới hội nghị ở Đà Lạt thì mới đây nhất mọi người nha mới đây luôn thì ở trên cái fanpage của trung tâm tiệc cưới này này thì có đăng những cái thông tin khẳng định rằng là không hề mời, không hề mời cái cô cháu gái khác họ này lên để biểu diễn trong cái ngày mà hôm qua bản thân những người làm ở trong cái cái nhà hàng, cái trung tâm mà mà hội nghị này này là không hề biết cô này là ai và cô ấy tự bốc sâu, cô ấy tự tức là tự tự lên trên đó sau đó là 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 không biết là bằng cách nào mà liên hệ với ai như kiểu là giống như kiểu là một vị khách hay sao đó đến bắt đầu xin hát mọi người nha thì bản thân nhà hàng không hề biết cô này là ai mãi sau khi mà kết thúc kết thúc cái buổi mà mà biểu diễn của nhà hàng thì khi mà có những cái phản hồi từ khán giả thì bắt đầu lúc đó là nhà hàng mới biết được rằng là là cái sự thật về cái cô cháu gái khác họ này cho nên là ở trên cái fanpage chính chủ, cái fanpage chính chủ của nhà hàng đấy là đã có những cái thông tin đính chính và và xin lỗi tất cả các vị khán giả đây mình sẽ truyền tải lại tất cả những cái nội dung mà nhà hàng đã nói cho mọi người. Chúng tôi không hề liên quan tới uh, ca sĩ HB hiện tại uh, Hương Nguyễn quyết Đinh, Event Center Đà Lạt đang bị bão một sao ở trên Google vì những vấn đề không phải tại chúng tôi bài viết này để đính chính những điều như sau chúng tôi không hề biết ca sĩ hb là ai chúng tôi không mời ca sĩ hb về hát tại nhà hàng nói rõ thêm việc hb xuất hiện trong tối nay hoàn toàn không nằm trong kế hoạch hay bất kỳ chương trình nào của hương nguyễn mà đến từ một bên thứ ba nào đó ngay bây giờ có rất rất nhiều đánh giá tiêu cực nhắm về nhà hàng chúng tôi dẫu nó không hề liên quan tới chất lượng dịch vụ mà chúng tôi đang bị ảnh hưởng rất nhiều về việc này một lần nữa chúng tôi là nạn nhân của những hiểu lầm không đáng có đó tất cả những lời vừa rồi là xuất phát từ cái fan fanpage chính chủ của nhà hàng và vào cái việc mà cái cô cháu gái khác họ này này là cô ấy lên trên đây là hình như là từ một bên thứ ba nào đó và chính bản thân nhà hàng cũng không biết mọi người ơi chính nhà hàng là cũng không hề nghe bất cứ thông tin nào là sẽ có cái cô ca sĩ này xuất hiện cũng như chưa được thông qua bất cứ tổ chức nào về việc này mọi người nha là những cái nội dung mà bên phía nhà hàng là trung tâm Hưng Nguyễn Quyết Đinh Event Center Đà Lạt đã thông báo và một cái thông báo lại tiếp theo nha tức là trước đó có một thông báo rồi thì tiếp theo nữa là một cái khẳng định một cái khẳng định là khi mà mà bên nhà hàng từ cưới này tức là đã điều tra và xem cái thông tin này là tại sao lại có cái cô cháu gái khác họ này mà có mặt trong một cái uh, buổi sâu diễn tại nhà hàng ở trên Đà Lạt thì bây giờ mình tiếp tục truyền tải lại cái nội dung mà Hương Nguyễn Quyết Đinh Event Center Đà Lạt nói về cái cô cháu gái khác họ nha mọi người giải thích về việc ca sĩ HB hát tại nhà hàng vào tối hôm nay tức là tối ngày mùng 2 tháng 12 năm 2023 tại sáng tulip của Hương Nguyễn Quyết Đinh Event Center đã diễn ra một buổi tiệc giao lưu bóng đá Đà Lạt thành phố bốn mùa hoa giữa chương trình ca sĩ HB đã lên hát sau đó kéo theo nhiều hệ lụy ảnh hưởng tới nhà hàng Bài viết này là để giải thích một số điều như sau. Không hề có booking giữa nhà hàng và HB. Nếu có, nhà hàng đã làm truyền thông, đăng bài. Nhưng tới tối nay khi biết sự việc, chúng tôi chỉ lên đúng một bài đính chính liên quan tới cô ta. Thứ hai, việc HB lên H là tự phát đấy mọi người. Đấy, mình xin nhắc lại một câu này để cho mọi người biết này. Việc HB lên H là tự phát nhà hàng không hề nghe bất cứ thông tin nào là sẽ có cô ca sĩ này xuất hiện cũng như chưa được sự thông qua của bất cứ tổ chức nào về việc này chỉ có hai phương án hoặc là một bên thứ ba làm việc với khách đặt tiệc của chúng tôi hoặc cô ca sĩ này chỉ đi tham dự tiệc và xin lên được hát đó mọi người ơi chỗ cái khúc này phải nói là quá chi là quan trọng nha và có lẽ là sau cái buổi ngày hôm nay thì cái cô cháu gái khắc họ này có chi là y, ê trẻ không biết là úp mặt vào đâu mọi người ơi đó mình xin tiếp tục câu chuyện này thứ ba việc hồng phượng uh, public địa chỉ nhà hàng để diễn cũng là tự phát đấy mọi người ha tức là cái cô này cũng là tự phát luôn như đã nói nếu chúng tôi làm truyền thông bẩn thì chúng tôi đã đăng bài rất nhiều bài về cô ca sĩ này để chạy truyền thông rồi nên việc Hồng à, HB ghi như vậy đã ảnh hưởng tới việc kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi cần một lời xin lỗi từ cô. Vâng, phải nói là sau khi là giải thích xong thì bên phía nhà hàng, bên phía trung tâm uh, tiệc cưới ở trên Đà Lạt là cũng đã gửi một lời đanh thép tới cái cô cháu gái khác họ rằng là cô không được uh, ghi những cái tiêu đề đăng những cái bài ở trên trang cá nhân của cô nói rằng là sẽ biểu diễn mà được mời tại cái trung tâm này. Và đấy, cho nên là nhà hàng bắt cô là phải uh, xin lỗi nha, xin lỗi uh, tới trung tâm tiệc cưới này bởi vì chính những cái hành động của cô đã gây ảnh hưởng phải nói rất là lớn tới cái hình ảnh và cái công việc kinh doanh uh, của nhà hàng. Đó, nhà hàng đã lên tiếng rồi đó mọi người. Và tiếp theo nữa nha, cái mục số 4 mà nhà hàng nói này mọi người. Việc không biết tới drama xung quanh cô ca sĩ này Phải đính chính một lần nữa Ban quản lý nhà hàng hoàn toàn không biết về drama trước đây của cô Nhà hàng chỉ mới khai trương gần đây Trước đó chúng tôi phải tốn rất nhiều thời gian để hình thành và xây dựng nhà hàng Việc để quan tâm một drama nào đó trên mạng Đối với chúng tôi là sự xa xỉ Nếu các bạn làm kinh doanh Ai cũng biết giai đoạn đầu nó khó khăn như thế nào Chốt lại, nhà hàng chúng tôi xin cảm ơn các bạn đã thông tin cho chúng tôi sau cái vụ việc này. Hương Nguyễn sẽ giúp kinh nghiệm hơn trong tương lai và sẽ cho cô ca sĩ này vào danh sách không được tới nhà hàng nữa. Một lần nữa, chúng tôi là nạn nhân của những hiểu lầm không đáng có. Xin cảm ơn mọi người ơi. Trời ơi, đọc xong những cái câu này phải nói là 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 mình cũng rất là đã cái nư á mọi người việc mà trung tâm tiệc cưới nhà hàng chỗ Hương Nguyễn này ở trên Đà Lạt đã có những cái thông báo chính thức đấy và những cái thông báo này là thứ nhất là đính chính cái việc mà cái cô cháu gái khác họ này này không hề liên quan tới nhà hàng mọi người nhà hàng không hề mời trung tâm này không hề mời cái cô này lên để hát trong cái buổi tiệc tối ngày hôm qua là ngày mùng 2 tháng 12 năm 2023 mà khẳng định rằng chính là bản thân cái cô cháu gái khác họ này này là cô ấy hoặc là tự lên hát tự phát thôi hoặc là có một bên thứ ba nào đó nhưng mà chưa được thông qua với nhà hàng nha đó đó mới là điều đáng nói đó mọi người và đây phải nói là một sự ê chề sự nhục mạ phải nói là một sự nhục nhục ê chề mọi người ạ chưa hết luôn nhá nhà hàng còn khẳng định một câu rằng là sẽ giúp kinh nghiệm này và sẽ cho cái cô ca sĩ này là vào danh sách là không được tới nhà hàng là mọi người nha Tức là cái trung tâm này là sẽ không bao giờ đón nhận tới cái cô này nữa luôn Bởi vì nhà hàng cũng đang rất là bực Rất là bức xúc Đấy, Bức xúc bởi vì là nhà hàng đang trong quá trình là mới vừa khai trương thôi Mới vừa khai trương thôi nha mọi người và chính bản thân cái cô cháu gái khác họ này cô ấy tự đăng bài lên và quảng cáo chiến tranh cá nhân là sẽ tới để hát cho nên cái việc đó đã làm ảnh hưởng tới cái việc mà hình ảnh cũng như cái công việc kinh doanh của nhà hàng đấy nhà hàng đã tuyên bố là phải cần một lời xin lỗi từ cái cô cháu gái này đó mọi người Như vậy là không biết sau cái sự việc này thì cô ấy núp ở đâu mọi người rồi chắc có lẽ là cũng là một bài học để cho tất cả những uh, trung tâm cũng như những cái nơi mà mà uh, diễn ra những cái buổi tiệc sẽ rất là cẩn thận để giả soát những cái danh sách ca sĩ là xem là à, có tên của cô này không đó rất là căng thẳng mọi người và qua cái câu chuyện này thì à, đích thân nhà hàng là cũng lên tiếng là xin lỗi mọi người này bởi vì cái những cái hiểu lầm không đáng có và mong mọi người là hãy quay lại và đánh giá tích cực cho nhà hàng chúng ta đừng đánh giá một sao rất là tội nghiệp cho trung tâm mọi người nha nhà hàng đã lên tiếng rồi không hề liên quan tới cái cô cháu gái khác họ và từ giờ trở đi là sẽ không bao giờ có tên danh sách gọi là cho cô này vào danh sách cấm luôn không được biểu diễn tại nhà hàng và điều thứ ba nữa là nhà hàng bắt cái cô cháu gái khác họ này là phải xin lỗi rồi như vậy là những cái điều như vậy là đã làm cho chúng ta quá chi là đã đả cái nư rồi đúng không cô chú anh chị chúng ta hãy vào đánh giá sao và ủng hộ nhà hàng nhiệt tình nha mọi người và nếu như cô chú anh chị nào nếu như có dịp mà lên Đà Lạt thì cũng ghé để ủng hộ nhà hàng nha phải nói là đây là một trong những trung tâm mà đáng đáng được để chúng ta ủng hộ đó mọi người Hưng Quyền Quyết định Event Center Đà Lạt à, xin một gửi một lời cảm ơn cảm ơn rất là nhiều tới trung tâm này mọi người nha đó, đây cũng là cái fanpage này fanpage fanpage chính chủ của nhà hàng đó cô chú anh chị có 2.000 lượt, theo dõi đó đó địa chỉ là 124 Nguyễn Công Chứ phường 8 Đà Lạt Việt Nam mình sẽ đọc để chỉ luôn đó cho cô chú anh chị à, à, nếu như có dịp là mình sẽ ủng hộ nha mọi người xin cảm ơn mọi người rất là nhiều và đây là tất cả những thông tin mà mình muốn gửi cho mọi người ngày hôm nay xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video clip sau.